Xin kính chào anh em gần xa khắp nơi đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Thì hôm nay em về được một đôi loa của hãng Sony để phục vụ anh em. Và với cái đôi loa này thì nó sẽ có model là SSV525AV. Thì đặc điểm của cái đôi loa này thì nó là lưới dính luôn nha anh em. Lưới dính không thể mở ra được ha. Và nó sẽ gồm là ba quay. Thì nó đã ghi cái thông số bên trong nha. 225mm lo bát ha, và cái lo chép gọi là chép đơm 20mm, và cái lo midrange lo mid là 70mm nha anh em. Về hình thức nó còn khá là tương đối, lưới dính ha, còn tất cả còn liền lạc hết, khá là đẹp nha anh em. Và cái kích thước của nó ha, chiều cao là 490mm và chiều ngang là 270mm, và chiều sâu của nó 195mm nha anh em. Tất cả các góc cạnh đều đẹp hết ha, tuy nhiên nó sẽ bị cấn một góc nhỏ ở đây ha, nó không ảnh hưởng về hình thức, và một cái góc nhẹ ở phía bên đây, còn tất cả còn lại là vuông thành sắc cảnh hết ha. Và đây là cái thông số của nó nha anh em, Sony SSV525AV, công suất của nó là 100W, trở kháng là 6 ohm, made in Japan luôn nha. Và cái series của nó là 2430176, và cái lo còn lại bên đây là 2430175, đây là trùng series luôn. Rồi em sẽ test cái chất âm của đôi loa này nha. Bao quay rất là đẹp nha anh em. Nên tiếng của nó cũng khá là thoát nha anh em. Đây cái lỗ thông hơi phía đây, và cái lo bát lên tới là 225mm cũng khá là lớn ha. Thì anh em có thể chơi nhạc vàng và nhạc đen cũng khá là ổn. Thì với cái đôi lo này em bán với giá là 1.650.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong một cái clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.